Dạ, con thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn cô Trịnh Kim Chi và chị Tố My. Và con cũng xin được chúc cô và chị một năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn trong những dự án của mình và thuận lợi trên mọi con đường luôn ạ. Con xin cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn cô, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn cô. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về thảm đỏ để dành một tràng pháo tay thật là lớn, thật là giòn, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho nghệ sĩ ưu tú Hoàng Linh. Con không biết là cảm xúc của chú khi mà đến với buổi lễ trao giải Mai Vàng ngày hôm nay như thế nào ạ? Trước tiên Linh xin phép gửi lời kính chào đến các ông bà cô bác, các quý vị khán giả, các em, các cháu. Ngày hôm nay rất là vui khi đến với chương trình Mai Vàng. Và sau một cái thời gian mà Linh vắng bóng thì mọi người cũng quan tâm và khán giả cũng quan tâm là không biết là sức khỏe của Hoài Linh như thế nào. Và ngày hôm nay Linh đến đây, trước là tham dự giải Mai Vàng, sau nữa là muốn gặp khán giả của mình và khán giả của truyền hình để cho mọi người biết là Hoài Linh vẫn ổn. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều và chúc cho giải Mai Vàng hôm nay và tất cả những hạng mục hôm nay đều được xứng đáng và được sự yêu thương của tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn báo Người Lao Động, xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn hai con. Dạ. Thưa quý vị, và bắt đầu từ năm nay thì giải Mai Vàng sẽ ghi nhận và sẽ vinh danh thêm một giải thưởng nữa, đó là Nghệ sĩ vì cộng đồng, để khích lệ tinh thần của những nghệ sĩ đã tham gia công tác thiện nguyện vô cùng hiệu quả và đáng quý. Vâng, và chúng tôi xin được công bố danh sách hai nghệ sĩ được báo Người Lao Động bình chọn trao giải vì cộng đồng năm 2020. Xin được chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và MC Đại Nghĩa. Vâng, xin được mời hai nghệ sĩ cùng tiến về sân khấu để nhận giải thưởng đặc biệt này. Vâng, các nghệ sĩ của chúng ta đã làm được rất nhiều các hoạt động thiện nguyện xã hội ý nghĩa trong năm 2020 vừa qua, mà đặc biệt là dành cho đồng bào bị chịu ảnh hưởng Covid-19 và đồng bào miền Trung chịu bão lụt, thiên tai. Một lần nữa chúng ta cùng ghi nhận những đóng góp của nghệ sĩ Tú Hoài Linh và MC Đại Nghĩa. Trân trọng cảm ơn ông Tô Đình Tuân.